kẹt cứng đường từ miền Tây lên thành phố Hồ Chí Minh, dòng người mang đồ đạc lỉnh kỉnh trở lại nơi làm việc đã khiến tuyến quốc lộ 1 qua địa bàn tỉnh Vĩnh Long kẹt cứng vào ngày mùng 4 Tết. Ngày 25 tháng 1, mùng 4 Tết, sau thời gian vui xuân, người lao động ở miền Tây đồng loạt trở lại thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, làm việc đã khiến tuyến quốc lộ 1 qua thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long kẹt xe hàng cây số. Theo ghi nhận của phóng viên, người đi xe máy phải chen nhau nhích từng chút một, còn xe khách và ô tô thì nằm chịu trận. Những em nhỏ theo cha mẹ thì mệt lả do phải di chuyển quãng đường dài và hơi nóng của các phương tiện tham gia giao thông. Anh Nguyễn Văn Được, ngụ tỉnh Cà Mau, cho hay anh cùng gia đình về quê ăn Tết từ 27 tháng Chạp năm Nhâm Dần. Ngày mùng 5 không tốt. Tôi chọn mùng 4 xuất phát để trở lại thành phố Hồ Chí Minh làm việc. Tuy nhiên, giờ gặp kẹt xe như này đuối quá, anh Được ngán ngẩm,